ông chủ đâu rồi? Kêu ông chủ ra đây nói chuyện coi. Đâu rồi, chủ quán đâu? Dạ anh thông cảm, chủ quán mới vừa đi công tác nước ngoài. Mày tính giỡn mặt với tao hả? Hẹn cho đã đời rồi đi nước ngoài là sao? Vậy ai là người quyết định và có quyền ở đây? Có chuyện gì á, anh cứ nói trực tiếp với em đi. Khi nào anh Tuấn về á, em thư lại anh Tuấn. Nói lại con mẹ mày, bộ tao là đàn bà hay sao mà nói tới nó lui? Bây giờ tao nói cho mày nghe nè, ngày hôm nay tao chính thức bảo kê quán này, nên mày lấy tiền đưa cho tao coi như là phí bảo kê, nghe không? Anh ơi, cái việc này ngoài tầm của em rồi. Khi nào anh Tuấn về thì... Dạ, tao kêu mày đưa tiền thì đưa tiền, mày nghe không? Ông chủ mày có về thì cũng giải quyết y chang vậy thôi. Bình tĩnh đi anh. Thôi đi, tụi mày quá đáng rồi đó. Quá đáng hả? Quá đáng. Mày là thằng nào? Mày có tư cách gì nói chuyện với tao hả? Bình tĩnh đi anh bạn. Bình tĩnh cái gì? Mày... Go! 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 Lên tụi bay! Dạ! Trời! Cút khỏi đây. Lần sau mày tới đây kiếm chuyện nữa, không chắc là tại tao sẽ dừng lại đâu. Mày nhớ chưa? Biến. Thù này tao không quên đâu. Mày nhớ đó. Đi tụi bay. Tao chết đi mày. Anh Sáu, anh có sao không? Máu nhiều quá nè. Không sao đâu, cái này chỉ ngoài da thôi, mọi người đừng lo. Không sao. Tụi mày đúng là lũ ăn hại mà. Có mấy thằng tép riêu mà cũng giải quyết không xong, đòi làm bảo kê con mẹ gì. Dạ không phải đâu anh, đúng là thằng đó nó lợi hại thiệt. Tụi em á, tụi mày kêu mấy thằng nữa dẫn tao tới đó mau lên. Dạ. Dạ. Mình đi ăn cái gì đi, em đói bụng quá. Mày về ăn trước đi, lát anh về ăn sau. Hả? Anh đi đâu vậy? Anh trở lại con đường hôm qua. Anh có linh tính hôm nay Lim sẽ đi ngang đó một lần nữa.
Trời ơi, bây giờ trễ lắm rồi, mai đi cũng được mà anh. Trời, đúng là đa tình tự cổ không như hận mà. Đợi em với. Đại ca, chính là thằng đi trước. Mẹ nó, đêm nay tao sẽ xử cái quán này. Còn hai thằng nhóc, tao sẽ giải quyết tụi nó luôn. Để tụi nó biết thằng Hai Đá này là ai. Điện thoại đâu rồi ta? Anh, cái kiểu kiếm người này của anh đó, giống như là mò kim đáy bể, giả tràng xe cát biển đông vậy đó. Nó không có hợp với thời buổi. Mày ngưng nói đi có được không? Nãy giờ cứ nhận tao hoài. Buồn ngủ giờ ngủ trước đi. Tao có linh tính là hôm nay Liêm sẽ đi ngang qua đây. Đúng là hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa nguyện sống chết có nhau. Nè, mày nói nữa coi chừng tao đó. Dạ. Em qua đây ngồi cho đỡ mỏi chân. Mày à, thằng nào bất dạy. Tụi mày muốn gì? Mày nhớ mặt tao không mày? Chả bất dạy hả mày? Bưng bưng tao á. Chạy đi bưng. Không, em không chạy đâu. Ê bưng, tao có vỏ đó nha, đừng có giỡn cái mày hả. Hây 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 hây. Dạ, mới nói gì? Dạ con chào chú. Dạ cũng giỡn. Giỡn à, ai cũng giỡn. Ông thả bạn tôi đó. Lên. Mày sao lại không bắt máy? Sao lại tắt máy? Kỳ lạ thiệt.
Không để Liêm gặp chuyện gì sao? Liêm ơi Liêm! Liêm ơi Liêm! Liêm ơi! Đi đâu rồi? Lạ thiệt. Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Anh Khánh! Liêm! Em đi đâu về vậy? Anh gọi điện cho em không được. Tới đây thấy cửa không khóa mà không thấy em đâu hết. Tại em bị mất điện thoại. Nãy giờ em đi tìm. Chỉ vậy thôi đó hả? Ừ. Em làm anh hết hồn à. Anh tưởng đâu em xảy ra chuyện gì rồi chứ. Mà em đã tìm kỹ chưa? Em đã để quên cái điện thoại ở đâu em có nhớ không? Chắc chắn là em có để cái điện thoại trong túi. Lúc mà em đi về phòng á, thì em có để cái túi xách trên bàn. Xong rồi em lấy đồ vô nhà tắm. Sau khi em tắm xong đi ra thì không còn thấy cái điện thoại nữa. Cho nên em nghĩ là em làm rớt dọc đường rồi em đi tìm. Em đi ra đường chỉ để tìm cái điện thoại thôi đó hả? Ừ. Thôi, mất rồi thì thôi. Mai mình đi mua cái mới. Vô trong nhà nói chuyện đi. Không nhắc gì tới cái điện thoại nữa hết. Đi. Nhưng mà em nhớ rõ ràng là em để cái điện thoại đó. Mất ở rồi trong thì túi. Thôi, không sao hết.